Trong tựa đề của tuyển tập sách ảnh Passage to Việt Nam, chủ biên Rick Molan có viết: ấn tượng đầu tiên về Việt Nam vẫn luôn đọng mãi trong tôi, ngay đến tận bây giờ. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi đầu tiên, ý niệm ban đầu của tôi về Việt Nam, một vùng đất hứng chịu nhiều cuộc chiến tranh, với những ký ức về 25 năm trước đều hoàn toàn tan biến. Trong những tuần sau đó tôi khám phá ra rằng đất nước này thật đặc biệt, khác với những gì tôi đã từng biết trước đây và cả những đất nước khác mà tôi từng đến. Một tấm màn đã được kéo lên và đằng sau nó là một châu Á cổ đại, quyến rũ, huyền bí và mang những hình ảnh vô cùng ấn tượng. Bộ ảnh tiếp tục lưu lại những hình ảnh sống động nhất về Việt Nam trong khoảng năm 1993, năm đại diện cho giai đoạn đổi thế hệ và hàn gắn sau chiến tranh của đất nước. Cảnh cưa bom tại một khu đồng nát ở làng Thanh Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ảnh Tara Sotroker Doyo, Indonesia. Cầu khỉ bắt qua kênh ở An Giang. Ảnh Michin Sợ, Yamashita, Mỹ. Ca tách hai anh em song sinh nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh Lise Safari, Đức. Vận động viên Lý Đức tại một trung tâm thể hình tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh Lise Safari, Pháp. Một trong những khu nhà công cộng trong thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh Bon Chetley, Mỹ. Cảnh buôn gạo tại chợ nổi Cà Mau. Ảnh Michin Sợ, Yamashita, Mỹ. Cảnh ở làng chài ở Bình Thuận. Ảnh Natalie Fomes, Mỹ. Những người đàn bà đi chợ sáng mờ sương, ảnh chụp tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Một đứa con lai bị bỏ rơi ở Việt Nam. Ảnh Caderine Cano. Cảnh khai thác than tại Quảng Ninh. Ảnh Barile Quiz, Anh. Trẻ em Điện Biên Phủ bên một chiếc pháo tàn tích từ thời chống Pháp. Địa đạo Củ Chi.